Rồi, thì xin chào quý anh chị và các bạn. Yes Education rất vui vì hôm nay có sự hiện diện của quý anh chị và các bạn để tham gia vào buổi webinar training từ trường Đại học James Cook ở Campus Brisbane tại Úc. Và trước khi bước vào buổi webinar thì em xin giới thiệu một chút, em là Hương, là Regional Marketing Manager tại Yes Education. Và đồng hành cùng với em ngày hôm nay là có anh Bảo, là đại diện tuyển sinh của trường Đại học James Cook tại Việt Nam. Và trong nội dung buổi webinar ngày hôm nay sẽ bao gồm những điểm chính như sau: những điểm về key selling points của trường, về admission process, cũng như là những cái thông tin về học bổng và hội sự hỗ trợ dành cho sinh viên. Sau cùng là những là chuyên mục hỏi và đáp. Trong thời gian diễn ra buổi webinar, nếu quý anh chị và các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì có thể nhắn ở trong phần chat box. Và bây giờ thì không để quý anh chị đợi lâu nữa thì em sẽ bắt đầu với buổi webinar ngày hôm nay ạ. Thì xin chào anh Bảo. Chào Hương và chào tất cả các anh chị đã dành thời gian hôm nay để tham dự buổi online info briefing của trường James Cook University Campus Brisbane chung với Jess và với Bảo. Alo, Hương có nghe rõ anh nói không Hương ha? Dạ có em nghe rõ đó anh. Ok. Dạ anh bắt đầu nha. Ok. Dạ. Rồi cảm ơn Hương nhé. Mình cũng xin bắt đầu cái buổi info briefing ngày hôm nay. Thì trước tiên mình xin share cái màn hình, có gì Hương giúp anh xem thử cái màn hình đã share được chưa Hương nhé. Dạ rồi, em có thấy cái màn hình share được rồi. Rồi ok, cảm ơn Hương. Thì trước tiên bác xin giới thiệu trường James Cook University có rất là nhiều campus ở cả Úc, Singapore. Tuy nhiên thì bảo hôm nay xin giới thiệu các cái chương trình tại cái campus Brisbane tại Úc của trường. Thì trường James Cook University là trường Visa Assessment Level 1, cho nên khi các anh chị nộp hồ sơ xin visa cho các bạn học sinh thì cái tỷ lệ visa grant sẽ được rất là cao. Thì đối với Campus Brisbane của trường bao gồm các chương trình undergrad lẫn các chương trình về master, thì cái câu hỏi đầu tiên và cũng là cái câu hỏi mà cho các anh chị và các bạn có thể chốt sale được với lại quý vị phụ huynh và các bạn học sinh, đó là học phí của trường là bao nhiêu, có học bổng hay không. Thì hiện giờ thì campus Brisbane của trường James Cook đang cung cấp số học bổng là 25% toàn khóa học cho các bạn khi các bạn đủ điều kiện nhập học tại trường. Thì với mức học phí trước học bổng thì hiện tại ở bậc undergrad học phí của trường là 32 đô một năm và bậc master là 34.000 đô một năm. Tuy nhiên khi các bạn vừa đủ yêu cầu được trường nhận đầu vào á, thì các bạn sẽ được cái mức học bổng tự động 25% cho toàn khóa học. Vậy thì cái học phí sau khi trường học bổng của các bạn sẽ còn là chương trình diploma sau khi các bạn học xong một năm để lên thẳng năm thứ hai của bachelor, thì học phí của chương trình diploma một năm là 14.700 sau khi trường học bổng. Học phí chương trình cử nhân là khoảng tầm 24.700 đô Úc và học phí bậc master là khoảng 26.000 đô Úc. Vậy thì để đạt được cái mức học bổng 25% thì các bạn phải cần thỏa những cái điều kiện gì? Cái điều kiện yêu cầu như sau: khi các bạn vừa đủ yêu cầu đầu vào đối với chương trình lộ trình pathway từ diploma lên bachelor, thì yêu cầu các bạn là cần phải tốt nghiệp lớp 12 và điểm trung bình lớp 12 của các bạn là 6.0. Đối với vào thẳng bachelor thì các bạn cần cái điểm trung bình là 7.0, và tương tự như vậy cho chương trình master là các bạn chỉ cần tốt nghiệp đại học và điểm đạt của các bạn là 7.0 thì lập tức các bạn sẽ được cái học bổng này cho toàn một thời gian 3 năm các bạn học cử nhân hay là 2 năm các bạn học bậc master. Thì sẽ có những cái câu hỏi và những cái thắc mắc của quý vị bên và các bạn học sinh liên quan tới vấn đề cái năm liền kề sau đó mình có được cái mức học bổng 25% hay không và cần yêu cầu gì kèm. Câu trả lời là các bạn chỉ cần thỏa mãn một cái yêu cầu tối thiểu là các bạn cần đủ số môn là 8 môn một năm của năm liền kề trước đó, và cái năm nhất đó các bạn không rớt môn nào thì sang năm 2 và năm 3 các bạn sẽ được cái mức học bổng là 25% này. Thì hình như có lẽ là có một anh chị có câu hỏi thì phải. À không, cái này Hương. Rồi đó là cái yêu cầu về để được học bổng. Bên cạnh cái mức học bổng tự động
25% này thì trường thu thêm một cái mức học bổng mới, thì khoảng cuối tuần này nó sẽ thông báo đến các đối tác của trường, và trong đó có là Yes Education, và Yes Education sẽ thông báo tới các anh chị sau. Đó là cái mức học bổng cộng thêm bên cạnh cái mức 25% này, đó là cái học bổng dựa trên điểm IELTS hoặc là điểm GPA của các bạn. Nếu như các bạn được điểm IELTS là 7.0 hoặc BTE là 65 thì sẽ có thêm suất học bổng là 3.500 bên cạnh mức học bổng 25% này. Có nghĩa là học học bổng 25% chỉ xét dựa trên điểm học lực, còn học bổng về tiếng Anh thì chỉ xét dựa trên điểm IELTS. Hai cái đó không hai cái điều kiện đó không đi kèm với nhau. Ví dụ một số bạn cần phải học tiếng Anh trước khi vào khóa chính. Trong trường hợp các bạn học bachelor, các bạn cần cần phải có 10 tuần tiếng Anh để các bạn mới vào đủ điều kiện vào khóa chính, nhưng mà điểm GPA của các bạn thỏa mãn là 6.0 hoặc 7.0 thì các bạn vẫn được phép nhận cái học bổng 25 này như bình thường. Ngược lại, những cái bạn mà có điểm IELTS 7.0 hoặc là PG 65 thì cái khoản học bổng 3.000 đó sẽ cộng thêm và sẽ được trừ thẳng vào cái học phí liền kề của năm đầu tiên khi các bạn chính thức vào nhập học vào cái khóa chính của trường James Cook University. Thì cái selling point thứ hai nữa trường James Cook đó là gì? Một câu hỏi mà các bạn thường hay đặt ra đó là có đi thực tập hay không, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường thì như thế nào, thì James Cook University Campus Brisbane guarantee sẽ có internship placement cho các bạn. Thì toàn bộ tất cả các chương trình ở bậc undergrad và bậc master thì đều có internship, và các bạn sẽ đi internship vào cái năm cuối cùng của bậc học của mình. Và cái học kỳ thì tùy các bạn chọn. Thì khi các bạn chọn cái học kỳ mình dự kiến đi internship á, thì trường sẽ sắp xếp chỗ thực tập cho các bạn thông qua cái partnership với công ty Jobless. Thì công ty Jobless là công ty HR lớn nhất tại Úc, và các bạn sẽ có được cái internship placement do trường sắp xếp. Tuy nhiên, nếu như các bạn có thắc mắc á, là cái đó là pay internship hay là pay internship, thì câu trả lời của trường sẽ là tùy thuộc vào cái kết quả interview các bạn có được với nhà tuyển dụng, thì nó sẽ quyết định đó là pay hay là pay internship. Sau khi các bạn tốt nghiệp xong, nếu như chết sau khi các bạn tốt nghiệp xong, nếu như các bạn có nhu cầu kiếm việc làm tại Úc, thì Joblinks cũng sẽ giới thiệu những cái cơ hội mà các nhà tuyển dụng đang cần tuyển nhân lực. Thì sau đó thì Joblinks sẽ giới thiệu và các bạn hoàn toàn không mất phí. Thì có một anh chị ở đây hỏi mình đó là nhưng mẹ Đức đúng không, thì cái này mình vẫn bên mình thấy bạn vẫn bình thường. Trong trường hợp các anh chị bị đứt quãng thì cái buổi info briefing đã được record, cho nên sau này Yes Education sẽ gửi lại cái bản record cho các anh chị sau buổi meeting ngày hôm nay. Rồi về chương trình đào tạo của trường thì mình đi qua các bậc học như sau. Đối với bậc undergrad thì trường có các chương trình Bachelor Business và các major bên trong: Bachelor of Commerce, có major là Accounting, Bachelor of IT, Bachelor of Tourism and Hospitality and Event. Thì ở đây học phí của trường 32.000, thì hồi nãy mình có đề cập á, sau khi trường học bổng tự động 25% thì còn lại còn khoảng 24.000. Selling point lớn nhất hiện giờ của phân khúc undergrad của trường đó là gì? Hiện giờ James Cook University đang chấp nhận chuyển đổi tín chỉ Credit Exemption từ Việt Nam sang, và các bạn cần syllabus trường sẽ xét trong cái giai đoạn draft letter. Mình xin nhấn mạnh cái selling point lớn nhất hiện giờ ở phân khúc undergrad của trường đó là trường chấp nhận chuyển đổi tín chỉ từ Việt Nam sang của hầu hết các trường đại học thuộc section 1 và section 2, và xét không cần syllabus. Các bạn chỉ cần bảng điểm đã học tại Việt Nam, bản scan màu, sau đó mình dịch dịch công chứng của agent. Thì trong quá trình ra offer letter thì trường sẽ ghi rõ số môn mà sinh viên sẽ được exam trên offer letter. Rồi cho dù các bạn được miễn giảm tín chỉ đi chăng nữa thì cái học
phí có học sau khi trừ học bổng nó vẫn áp dụng điều kiện như bình thường đối với các bạn sinh viên vào tháng, đó là vẫn là 25% cho toàn thời gian khi các bạn tại trường. Rồi thời gian ra offer là trong vòng bao lâu? Đối với các trường hợp xét miễn giảm tín chỉ thì thời gian ra offer là tối đa là 20.000, tối đa 20.000. Còn trong trường hợp các trường hợp bình thường khác thì tối đa là 2 tuần và các bạn sẽ có được cái offer letter khi các bạn nó đủ cái giấy tờ cần thiết. Rồi mình xin đi sang cái chương trình postgrad của trường. Cái chương trình postgrad thì có cái program single major và double major program. Thì double major và single major nó chỉ khác biệt nhau ở chỗ là khi các bạn apply đầu vào thì khác biệt như thế nào. Đối với single major master thì trường không yêu cầu kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học để xét yêu cầu đầu vào. Còn trường hợp double major master thì các bạn cần phải có cái background tương ứng ở bậc đại học thì các bạn mới đủ cái entry, đủ điều kiện để meet cái entry requirement này. Trong chương trình single major master chỉ có một cái lưu ý duy nhất thôi, đó là cái chương trình là Master of Engineering Management. Thì chương trình Master of Engineering Management thì yêu cầu duy nhất là các bạn phải tốt nghiệp đại học của ngành Engineering thì các bạn mới đủ yêu cầu đầu vào. Còn trong các ngành single major khác thì các bạn không cần phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành và cũng không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm làm việc. Ví dụ đối với chương trình Master International Tourism Hospitality Management thì mình có khá là nhiều inquiry của những bạn đã đi làm rồi trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn, nhưng mà các bạn lại không tốt nghiệp đúng cái chuyên ngành này ở bậc đại học thì trường cũng chấp nhận các bạn để học Master về Hospitality bình thường. Chỉ có lưu ý duy nhất là đối với Master Engineering đúng khối ngành Engineering ở bậc đại học. Rồi đối với double major thì có một cái lưu ý nữa, đó là trong trường hợp một số các bạn sinh viên mà không tốt nghiệp đúng chuyên ngành nhưng mà lại muốn học double major master program thì sẽ như thế nào, thì có một cách như sau. Khi các bạn cần apply thì các bạn apply cái chương trình single major để sang trường học. Khi các bạn hoàn thành intake đầu tiên, cái term đầu tiên thì các bạn cần phải báo trường là mình muốn học double major thay vì single major, thì sang học kỳ thứ hai của thời gian các bạn học tại trường các bạn sẽ được switch sang cái chương trình double major. Rồi về tài chính thì như thế nào, trường có reject những cái trường hợp từng lớp visa có phù hợp hay risk hay không? Câu trả lời là case by case. Thì về GTE trường yêu cầu cho dù các bạn hay risk profile hay là low risk profile application đi chăng nữa thì các bạn cần phải có sổ tiết kiệm tối thiểu là 1 tỷ. Sổ tiết kiệm ở đây có thể là một sổ, có thể là 2 sổ, có thể là 3 sổ đều được hết, từ một ngân hàng cũng được, 2 ngân hàng cũng được, 3 ngân hàng cũng được. Và trường yêu cầu cái giấy xác nhận số dư của mình và cái lịch sử của sổ là 1 tháng. Vậy thì khi nào các bạn cần nộp cái tài chính này? Thì để nộp tài chính thì các bạn chỉ cần nộp khi mà sinh viên đã đủ cái full offer và sẽ đóng tiền thì mới cần nộp cái tài chính. Ngoài ra trong cái giai đoạn đầu các bạn chỉ cần nộp application form, cái GTE form và các bảng điểm học lực thì trường sẽ ra được conditional offer. Sau khi mình đủ hết tiếng Anh thì các bạn dự kiến đóng tiền thì mới nộp những giấy tờ liên quan tới tài chính khác, chứ trường sẽ không yêu cầu nộp tài chính ngay từ đầu, bởi vì có một số bạn sinh viên các bạn không có đủ tiếng Anh và cần phải 4 năm tháng sau mới bổ sung được tiếng Anh tối thiểu, cho nên nó sẽ tốn thời gian mà đi lấy xác suất số dư 2-3 lần. Cho nên trong giai đoạn đầu các bạn cần nộp cho trường là application form và bản scan màu, bản gốc tất cả các bản điểm và bằng cấp liên quan.
giấy tờ tiếng Việt đó, thì các bạn tự dịch sang tiếng Anh và tự certify trên bản dịch đó, thì trường sẽ ra được conditional offer sau khi bổ sung đủ tiếng Anh để trường ra offer direct hoặc là một cái path từ EAP lên. Thì khi đó mình mới cần nộp tài chính, mình clear cái GTE và mình mới tiến hành để đóng tiền lấy COE và visa. Rồi về tiếng Anh thì trường cấp bao nhiêu khóa tiếng Anh? Câu trả lời là trường package tối đa 20 tuần tiếng Anh. Thì đối với các level tiếng Anh tại trường có 3 level là Bridging English, Unit Path 2, Unit Path 1. Nó tương ứng với các level tiếng Anh như sau. Thì có một cái lưu ý đó là khi các bạn vào Direct thì yêu cầu các trường Úc nó được là như nhau đối với Bachelor hay là Master. Tuy nhiên khi các bạn pathway từ EAP lên thì có một cái đó là cái thang điểm của pathway vào pathway đại học tiếng Anh thì yêu cầu của trường Cúc các bạn chỉ cần được PTE bằng 6 thì các bạn sẽ package được 20 tuần, PTE 42 thì các bạn package được 10 tuần. Và James Cook đồng ý chấp nhận luôn cái bằng IELTS General khi các bạn vào học Pathway. Và khi các bạn học Pathway EAP xong thông qua cái IELTS General đó thì các bạn không phải thi lại IELTS Academic để vào khóa học chính tại James Cook. Thì đây là các level tiếng Anh mà mình phân ra, thì sau này bên Yes Education Hương sẽ share cho các bạn cái lộ trình này. Thì nói tóm lại là chỉ package tối đa 20 tuần tiếng Anh, Master thì là 10 tuần hoặc là 20 tuần, tối thiểu 10 tuần, tối đa 20 tuần. Undergrad thì vào thẳng Bachelor hay là vào Deep. Vào Bachelor thì tối đa 20 tuần, nhưng mà vào Deep lên Bachelor chỉ tối đa là 10 tuần. Có nghĩa là phải được PT tối thiểu là bằng 6. Rồi về học phí tiếng Anh tại James Cook thì cái học phí hiện tại để khuyến khích các bạn sinh viên đi học thông qua lộ trình pathway đó là phí 280 đô Úc một tuần, và thời gian học một tuần của các bạn là 25 giờ, cho nên với mức học phí là 280, khoảng tầm 280 một lớn hơn một chút thêm mấy cái phí admin, và các bạn chia ra khoảng tầm 280 mấy 90 đó một tuần, thì cái mức học phí đó là khá là cạnh tranh và phải chăng đối với là khi phân khúc Elite Course sinh viên sẽ theo học tại trường ấy. Thì đó là toàn bộ mấy cái chia sẻ chính nhé của mình liên quan tới trường James Cook University, standpoint của trường cũng như các điểm mà các bạn có thể tư vấn. Vậy thì tóm lại những selling point chính của trường là như sau. Selling point thứ nhất là học bổng 100%, là học bổng tự động cho toàn bộ thời gian các bạn học tại trường. Selling point thứ hai đó là internship placement và graduate career support cho các bạn sinh viên. Và phân khúc thứ ba đó là cái selling point thứ ba của trường trường James Cook chấp nhận chuyển đổi chính trị từ Việt Nam sang của hầu hết các trường đại học thuộc Section 1 và Section 2. Tuy xét credit exam rồi không mất đồng syllabus. Thì đó là mấy cái điểm chính liên quan đến trường. Không biết là các chị và các bạn có hỏi cái gì không ạ? Trong đây thì cảm ơn anh Bảo đã chia sẻ những cái thông tin khá là bổ ích. Thì trong đây em có nhận được một câu hỏi là ví dụ học sinh đang học năm 2 đại học muốn apply vào thì sẽ xét học bổng dựa trên điểm lúc 12 hay điểm năm 1 đại học ạ? Rồi. Trong trường hợp của mình á, là các bạn cần phải nộp cả điểm lớp 12 lẫn bảng điểm đại học. Khi các bạn vào đại học rồi thì nghĩa là các bạn đã đủ điểm để xét miễn giảm chứng chỉ vào trường Úc, xin lỗi, từ trường James Cook University. Cho nên khi nộp hồ sơ thì các bạn cho mình xin cả điểm học bạ cấp 3, bằng tốt nghiệp cộng với lại bảng điểm 2 năm đại học của mình, để trường xét miễn giảm tín chỉ luôn. Và khi đã chấp nhận vào học, nếu trường hợp miễn giảm tín chỉ có nghĩa là được vào, được đồng nghĩa thì sẽ được 25% học. Ừ.
Theo như em được biết đó, là trường đại học James Cook là một trường cũng có khá là nhiều chuyên ngành, thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết một vài những cái chuyên ngành nổi trội của trường được không anh? Đối với các chuyên ngành của trường thì hiện tại trường đang có hai cái nhóm ba cái nhóm ngành chính ở undergrad, đó là nhóm ngành thứ nhất là nhóm ngành business, cái nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành IT, và nhóm ngành thứ ba đó là hospitality. Ngoài ra ở phân khúc sau đại học mình có cái nhóm ngành về education, thì đó là bốn ngành chính, nhóm ngành chính đang diện tại campus Brisbane của trường James Cook. Sớm đây thôi thì mình cũng xin head up trước luôn và sẽ sớm có cái official announcement từ trường là trường sẽ có cái chương trình là Master of Data Science trong thời gian rất là sớm, sẽ trong cái official launching và Master of Data Science, thì cùng mình cũng head up trước luôn để các bạn có cái inquiry và các bạn có thể follow, đó là Master of Data Science của trường James Cook là chương trình duy nhất được accredited SPS Australia. Và cái thứ hai nữa là Master of Data Science của trường không yêu cầu phải đứng cái bác vào ở bậc đại học, các bạn mới đủ điều kiện đầu vào, thì cái nhu cầu để học cái ngành Master Data Science rất là lớn ở Việt Nam, cho nên khoảng vài tuần có khi có officially launch rồi mình sẽ có thể bắt đầu tuyển cái phân khúc này cho campus Brisbane của trường James Cook. Với nhân tiện cho em hỏi là hiện nay trường có chương trình về MBA không anh? Và nếu mà ví dụ như là trường có MBA ấy, thì như hồi nãy anh có chia sẻ là khi mà mình học chương trình vào vào single major thì mình sẽ không có yêu cầu phải có background tương đương, thì MBA thì có yêu cầu hay không? Và nếu mà có hoặc không ấy, thì có yêu cầu luôn về kinh nghiệm làm việc không anh? Đối với single major thì không yêu cầu các bạn phải tốt nghiệp đúng chuyên ngành, không yêu cầu các bạn phải có kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu phải interview và cũng không yêu cầu phải có GMAT, là đối với single MBA. Còn trong trường hợp là double major chương trình master, có cái chương trình là master education MBA thì nó phù hợp với phân khúc những bạn đang học ngành nhóm ngành về xã hội học, nhóm ngành về ngôn ngữ học, và các bạn có nhu cầu mong muốn học một phần liên quan tới business để sau này cái cơ hội làm các bạn thăng tiến hơn, thì đối với phân khúc này thì các bạn phải có background về education rồi thì các bạn mới học được. Còn không á, trong trường hợp mình không có background education, tại vì gần đây mình có cái case là cái anh đó anh làm trong bộ phận HR của công ty, cái anh đó anh tốt nghiệp ngành business của đại học kinh tế và lại muốn học cái double major này, thì trường vẫn chấp nhận bình thường khi mình chứng minh được cái kinh nghiệm mình làm việc, mặc dù mình không có cái background mình grab, cho nên mọi trường hợp đều có thể chuyển đổi dễ dàng. Master IT và Master Business Administration thì cần phải có background IT thì mới học được. Trong trường hợp không có background IT thì mình chuyển sang học bộ. Đầu tiên là mình apply về cái single major IT. Sau khi mình xong học kỳ đầu tiên mình mới chuyển sang cái double major IT và MBA. Vậy thì để trả lời câu hỏi của Hương đó là MBA thì không cần yêu cầu kinh nghiệm làm việc, không yêu cầu phỏng vấn và cũng không yêu cầu GMAT luôn. Vâng, vậy cảm ơn anh. Như em có thấy anh share cái màn hình thì ví dụ như là Master về IT và Master về Business ví dụ vậy, thì khi mà học sinh học xong thì học sinh sẽ nhận là một bằng hay hai bằng anh? À, cái này là double major, cho nên trên bảng điểm của học sinh á, sẽ xuất hiện cả hai major liên quan tới chương trình học của bạn. Còn cái bằng thì chỉ có một bằng, chứ trường không có giảng dạy cái gọi là double degree, cái này là double major. Còn một cái điểm nhấn cuối cùng thì mình cũng chia sẻ luôn liên quan tới phân khúc ở bậc undergrad, đó là đối với James Cook sẽ miễn luôn tiếng Anh đầu vào cho các bạn, nếu như các bạn đã học những chương trình được giảng dạy hoàn toàn tiếng Anh của một nước nói tiếng Anh, hoặc là một cái chương trình hoàn toàn tiếng Anh của nước ngoài tại Việt Nam, thì các bạn hoàn toàn không cần phải thi lại IELTS. Chẳng hạn có những chương trình của Anh, của Úc, của Mỹ, mà người tại Việt Nam trên bảng điểm chứng minh được là của một trường đó cấp bạn, thì các bạn sẽ được miễn luôn tiếng Anh đầu vào khi các bạn chuyển đổi tín chỉ sang trường Úc. Dạ, thì như vậy thì cũng khá là thuận lợi cho học sinh.
Thêm một điểm nữa thì em thấy cũng có khá là nhiều anh chị cũng hay quan tâm là đối với những học sinh mà chưa có IELTS thì liệu rằng là học sinh có thể làm bài test của trường được không anh? Đối với Yes Education thì trường đang có cái bài placement test cho học sinh. Tuy nhiên, học viên đó thì cần phải tới văn phòng của Yes tại Hồ Chí Minh, và cái buổi placement test đó sẽ được record. Đồng thời, sau cái buổi placement test, ba kỹ năng là nghe, đọc, viết thì sẽ có một cái video call interview với giáo viên trường từ Úc gọi về. Đó là bài placement test. Tuy nhiên, về kinh nghiệm của anh không có khuyên các bạn nên thi placement test, mà thay vào đó các bạn nên có những option khác cho các bạn lựa chọn, chẳng hạn như cái bài thi PTE hay là cái bài IELTS General, bởi vì nó còn có thể đó là cái minh chứng để các bạn nộp đơn xin visa sau này, và đồng thời giống như hồi anh có chia sẻ, điểm PTE của trường yêu cầu là nhẹ nhẹ, và hầu hết các bạn thì các bạn thi PTE các bạn thi IELTS General đều đủ yêu cầu tối thiểu để trường package là 20 tuần tiếng Anh. Dạ vâng, vậy cảm ơn anh. Về kỳ nhập học của trường thì theo như em thấy là sẽ có kỳ tháng 2 và kỳ tháng 7 đúng không anh? Đối với James Cook thì trường đang có 3 kỳ intake là tháng 2, tháng 5 và tháng 9, chứ không có kỳ tháng 7 và kỳ tháng 11 cho năm 2, 5, 9. 2023. Dạ. Còn tới năm 2024 thì khoảng một tháng sau nữa thì anh sẽ update cái intake mới trong năm 2024 cho mình. Hiện tại 2023 chỉ có 3 intake là tháng 2, tháng 5, tháng 9. Thì các bạn, cái kỳ gần nhất mà các bạn có thể nộp đơn là kỳ tháng 5, nếu như các bạn đã đủ điểm IELTS rồi và trường vẫn process offer được bình thường, mà vẫn đủ thời gian để process visa dựa trên cái thời gian cấp visa hiện giờ mà hầu hết các bạn học sinh Úc đang có. Còn trong trường hợp các bạn học tháng 9 thì vẫn có đủ thời gian để các bạn package tiếng Anh 10 tuần, là vào tháng 6 học lộ trình tiếng Anh 10 tuần thứ sáu, sau đó vào cái chắc tháng 9 2023 của trường. Dạ, cảm ơn anh. Thì với phần chia sẻ cũng khá là nhiều thông tin từ trường đại học Sơn Phúc á, thì em tin rằng là sau cái buổi webinar ngày hôm nay á, thì quý anh chị và các bạn cũng sẽ có thêm những sự lựa chọn khi mà tư vấn cho các bạn học sinh của bên mình ha. Thì không biết là quý anh chị và các bạn thì còn có câu hỏi gì thêm thì mình có thể đặt câu hỏi cho anh Bảo ạ. Hoặc là nếu mà ví dụ như là anh chị và các bạn hiện nay chưa có thêm câu hỏi gì nữa thì anh chị có thể là giữ liên lạc với bên Yes Education và có thể liên lạc trực tiếp với em vào bất cứ thời điểm nào khi mà mình có những cái inquiry gì liên quan đến trường ha. Sau cái buổi webinar ngày hôm nay thì em cũng sẽ gửi cho quý anh chị những cái thông tin về trường cũng như là cái bộ cái đoạn record về cái buổi webinar này để các anh chị có thể là nghiên cứu thêm. Thì nếu các anh chị không còn thêm câu hỏi gì nữa thì em cũng xin kết thúc cái buổi webinar ngày hôm nay ha. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều và cảm ơn anh Bảo Võ đã chia sẻ những thông tin khá là bổ ích và khá là đầy đủ về trường đại học James Cook tại Úc. Rồi, cảm ơn Hương và Yes Education đã tạo điều kiện để trường James Cook có thể có một cái buổi online info briefing ngày hôm nay với các anh chị đối tác của Yes Education. Mình cũng xin thay mặt James Cook University Campus Brisbane đã cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia buổi meeting ngày hôm nay. Sau buổi meeting ngày hôm nay thì Hương sẽ gửi những cái thông tin cần thiết mình đã chia sẻ trong buổi này đến các anh chị. Sau đó nếu các anh chị có bất cứ câu hỏi nào liên quan tới chương trình của trường, hay khi các anh chị có inquiry từ học viên mà mình muốn câu hỏi thì sẽ sẵn sàng chia sẻ và nhờ Hương giúp gửi những câu hỏi đó tới anh. Dạ vâng, cảm ơn bạn anh Bảo và cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi kế tiếp. Hình như em thấy trong này có một câu hỏi à không. Cảm ơn mọi người rất là nhiều thì em xin end cái buổi webinar ngày hôm nay ha. Rồi, chào Hương, chào tất cả anh chị và các bạn. Dạ.